Nga đã kéo cờ tại một số khu vực ở thành phố Avdiivka tại Donetsk chỉ vài giờ sau khi các lực lượng Ukraine rút lui khỏi thành trì chiến lược mà họ đã bảo vệ trong suốt một thập kỷ qua. Theo giới phân tích, Nga có thể tiếp tục nỗ lực để giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở phía đông. Ukraine đang phải chịu áp lực lớn tại một số địa điểm khác dọc chiến tuyến kéo dài khoảng 1.000 km từ biên giới với Nga ở phía Bắc tới Biển Đen. Trong khi đó, Nga dường như đang tìm cách khai thác điểm yếu của đối phương khi các đơn vị mạnh nhất của Ukraine tỏ ra kiệt sức sau 2 năm giao tranh. Kiev không chỉ bị thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng mà còn phải hứng chịu các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga. Mục tiêu ban đầu của Tổng thống Zelensky là giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Nhưng giờ đây, quân đội Ukraine đang phải gồng mình ngăn chặn Nga giành thêm lãnh thổ mà Kiev đã nắm giữ. Mục tiêu của Tổng thống Putin là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông Ukraine, gồm Lugansk và Donetsk. Nhưng rất ít nhà quan sát tin rằng ông sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu có thêm cơ hội. Nga đã thể hiện quyết tâm chiếm giữ thành trì Avdiivka vào tháng 10 năm 2023. Nhưng các lực lượng nước này cũng đang tấn công gần Bakhmut và Mariinka tại Donetsk, đồng thời hướng tới Kupiansk ở phía Bắc. Ở mặt trận phía Nam, tại Zaporizhia, một số nguồn tin cho biết Nga đã tăng cường số lượng lớn các binh sĩ tại khu vực Ukraine phát động cuộc phản công vào mùa hè năm 2023, với quân số lên đến 50.000 người. Ivan Timocho, người đứng đầu Hội đồng Lực lượng Dự bị Lục quân Ukraine, ngày 17 tháng 2 nhận định, mặc dù mọi sự chú ý đều chỉ đổ dồn vào Avdiivka, nhưng trên thực tế, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở khu vực Liman, Kupiansk và gần Bakhmut. Đối phương cũng tập trung lực lượng mạnh mẽ ở Robotyne, một điểm nóng khác ở mặt trận phía Nam. Hiện, quân đội Ukraine đang cố gắng thiết lập các vị trí phòng thủ mới ở phía bắc Avdiivka, trên vùng đất cao hơn. Các nhà phân tích cho rằng Nga sẽ chưa tiến hành cuộc tấn công vào phòng tuyến này khi Kiev tái tập hợp lực lượng, nhưng họ có thể chiếm giữ một số ngôi làng ở xa hơn. Sự tàn phá của các cuộc giao tranh tại Avdiivka suốt nhiều tháng qua đã khiến quân đội Ukraine hầu như không còn nơi trú ẩn. Để bảo toàn lực lượng, họ buộc phải rút lui. Yehofishov, một binh sĩ Ukraine cho biết, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của chúng tôi không là gì khi chống lại một quả bom nặng 500 kg hoặc 1 tấn của đối phương đánh trúng một tòa nhà và phá hủy nó. Đây là cách Nga giành được lợi thế. Họ san phẳng tuyến phòng thủ và tiến vào thành phố. Sau khi giành quyền kiểm soát Avdiivka, Nga có thể tung ra một số đơn vị để tấn công vào thị trấn Mariinka gần đó. Trong những ngày gần đây, họ đã tiến sâu vào phía nam thị trấn và lực lượng phòng thủ của Ukraine ở hướng Vuleda hiện đang phải chịu áp lực rất lớn. Quân đội Ukraine ngày 18 tháng 2 cho biết, Nga đã thực hiện 23 cuộc tấn công để phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tôi. Tại Bakhmut, mục tiêu của Nga là thị trấn nhỏ Chasovia ở phía tây thành phố. Tuần trước, người phát ngôn của quân đội Ukraine tại Bakhmut, ông Ilya Yevslav cho biết, có thời điểm Nga đã pháo kích các vị trí của Ukraine hơn 600 lần. Chúng tôi cần thêm hàng nghìn quả đạn pháo, đặc biệt là loại pháo cỡ 155mm. Đối phương đang cố gắng tấn công từ hai bên sườn. Họ điều động các nhóm nhỏ vì không thể triển khai trang thiết bị hạng nặng qua các cánh đồng do thời tiết băng giá và các con đường lầy lội. Ukraine vẫn nắm giữ gần một nửa khu vực Donetsk, trong khi Nga phải mất nhiều tháng mới giành được 30 km² lãnh thổ ở bên trong và xung quanh Avdiivka. Theo giới phân tích, việc giành quyền kiểm soát thị trấn này được coi là thành công lớn đầu tiên của Nga sau 9 tháng. Nhưng điều này vẫn chưa giúp Moscow có được lợi thế đáng kể bởi quân đội nước này đã chịu tổn thất lớn sau các cuộc giao tranh.
Ukraine cũng phải đối mặt với những vấn đề riêng. Các lực lượng nước này không thể củng cố kịp thời những vị trí chiến đấu quan trọng. Bên cạnh đó, việc chậm trễ gửi quân tiếp viện và rút lui đã khiến các đơn vị của Kiev phải chịu thiệt hại về nhân lực và vật lực nhiều hơn. Hiện chưa rõ con số thương vong chính xác đối với Ukraine, nhưng chắc chắn họ đã phải bỏ lại nhiều phương tiện và vũ khí do phương Tây viện trợ. Nhà phân tích quân sự Ivan Stupak cho rằng, khác với các cuộc giao tranh trước đó, lần này Nga sử dụng hỏa lực dồn dập để tấn công duy nhất một mục tiêu. Các lực lượng Nga đã tập trung tấn công Avdiivka kể từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024. Vì thế, việc thành trì này thất thủ là điều không thể tránh khỏi và Ukraine cần rút quân nhanh chóng. Các cuộc không kích bằng bom lượn đã gây ra sự tàn phá lớn, khiến Ukraine không thể giữ vững vị trí phòng thủ. Ở phía Nam, Nga đã bắt đầu hoạt động thăm dò phòng tuyến của Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết, đối phương đã huy động 30 phương tiện và một số lượng lớn binh sĩ để nỗ lực chọc thủng phòng tuyến Ukraine. Tuy vậy, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Nhưng các blogger quân sự của Nga nói rằng, các sư đoàn 42 và 76 của Nga đã tiến khoảng 2 km gần làng Robotyne mà quân Ukraine đã giành quyền kiểm soát vào mùa hè năm 2023 và tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine bằng pháo binh và các cuộc không kích. Tại Robotyne, cũng như nhiều khu vực khác, Nga đã tăng cường triển khai bom lượn nặng 500 kg. Trong bối cảnh Ukraine đang thiếu vũ khí và đạn dược do Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la, Nga đã tìm cách phát huy thế mạnh về pháo binh, thiết giáp và sức mạnh không quân. Đặc biệt, ưu thế trên không đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nga nắm giữ phần lớn thành phố Avdiivka. Sự chậm trễ trong quá trình hỗ trợ của phương Tây có thể dẫn đến những hạn chế đáng kể trong hệ thống phòng không của Ukraine, cho phép các lực lượng Nga đạt được bước tiến mới dọc theo tiền tuyến. Yeah.